Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Một trong những cái dòng đẩy mà giá rất là hợp lý cho anh em chơi đó là con PL2.18 Flood anh em nhé. Một trong những cái dòng mà phải nói là bên em bán khá nhiều, nhưng mà bản là bản thường anh em nhé, tức là PL2.18 thường. Thì ngày hôm nay thì cái bản PL2.18 Flood này đã về rất là lâu rồi đó, và đã bán cho rất nhiều anh em rồi. Thì anh em nhiều anh em đang tìm hiểu về nó thì hỏi là xem cái nội thất của nó như nào. Thì thật ra thì cái nội thất con này thì em đã mở rất là nhiều trong các video rồi, nhưng mà chắc là up nhiều video quá anh em không xem được hết anh em nhé. Nên là bây giờ em sẽ làm lại cái video để cho anh em xem cái nội thất anh em nhé. Anh em nhìn cái cầu chì này, cầu chì to, rất rất là to anh em nhé. Đó, linh kiện rất là đều đẹp. Tất cả con này thì sử dụng cái sò là sò Toshiba anh em nhé, đánh súp rất là ok. Ở con này thì mạch class H nó có bù áp PL2.18 nhé, Flood. Giá của nó hiện tại là 9 triệu 8 vẫn giữ nguyên với PL2.18 bản ngày xưa đấy. Đó, và con này là cải thiện được một số thứ, đó là phét bù áp. Trước là nó phét nó ở đằng trước này thì nó được tản nhiệt rất là ít, nhưng bây giờ nó đã nằm ở đằng sau và nó được tản nhiệt rất là tốt anh em nhé, ngay gần cái quạt. Vì tại sao? Cái phét này này nó là phần bù áp, đâm ra nó phải gánh rất là nhiều anh em nhé, gánh rất là nhiều và đôi khi nó rất là nóng, nóng hơn cả sò luôn. Thì bây giờ nó sẽ gần cái quạt hơn, nó sẽ tốt hơn anh em nhé, tốt hơn, nó sẽ tản nhiệt tốt hơn anh em nhé, là cái thứ nhất. Đó, cái thứ hai là nó đạt cái hiệu năng tốt, vì trước là con này là sử dụng những cái phét bù áp rất là bé anh em nhé. Phét bù áp trước nó chỉ bằng những cái con đo nhiệt này thôi, đây này, hầu như bằng những cái con IC nhiệt này, đo nhiệt anh em nhé. Đó, nhưng bây giờ thì nó rất là to anh em nhé, đều là 70N10, rất là to. Đến tận 4 con anh em nhé, 4 con 70N10, tức là cả trên cả dưới là 8 con. À, 16 con là hai vế anh em nhé. Còn đây là những con diode. Bây giờ nó rất là to, trước nó bé như này này. Bây giờ nó to như này. Đấy, nó sẽ cải thiện được như vậy. Cái biến áp nó cũng rất to anh em nhé. Biến áp bằng đồng anh em nhìn này. Ra được 1800W thì tất nhiên cái biến áp phải to rồi, đúng không ạ? Biến áp rất là to anh em nhé, là cái thứ nhất. Đấy. Cái thứ hai là phét cũng là to luôn anh em nhé. Đó, và cái đặc điểm tiếp theo là tụ tụ nó rất là cao anh em nhìn nhá, nó cao hơn cả cái biến áp này của bên em, tụ cao hơn biến áp anh em nhé. Đó, tụ cao hơn biến áp. Tiếp theo nữa là cái tụ của nó là 80V và 22.000 mi. Tụ trước đâu đó chỉ có 16 hay là 10.000 mi hoặc là 12.000 mi thôi, nhưng bây giờ lên 22.000 mi, tụ cao hơn, to hơn anh em nhé, cao to hơn. Đó, cao to hơn, cao hơn cả biến áp luôn và to anh em nhé, rất là khủng. Tụ nó là dung lượng cao anh em nhé, 22.000 mi. Đó, và con này thì có mạch trễ luôn anh em nhé, mạch trễ này, dơ le mạch trễ đóng trễ. Đó, có nghĩa là nó sẽ khởi động cái trễ này của nó sẽ khởi động cái khởi động mềm ấy, nó là khởi động mềm anh em nhé. Đây, phần này cho phần quạt, tất cả những linh kiện rất là đẹp sáng anh em nhé. Đó, nói chung là nó sẽ nhiều cái đặc điểm xịn sò hơn con PL2.18 trước. Con PL2.18 trước thì nó rất là dài, nó dài tận đây, dài hơn con này 5 phân anh em nhé, dài hơn 5 phân, nó dài. Nhưng bây giờ thì nó còn ngắn hơn cả MA 1300 anh em nhé, ngắn hơn cả MA 1300. Trước thì tầm đây cơ, dài hơn MA 1300 từ này, thì dài hơn con cũ thì tầm 5 phân. Bây giờ thì nó thu gọn lại anh em nhé, thu gọn lại là cái thứ nhất này. Cái thứ hai này, biến áp nó cũng rất là to anh em nhé, biến áp em thấy nó to hơn. Đấy, cái thứ hai, cái thứ ba nữa là cái phét bù áp, để MOSFET nhé, MOSFET này bù áp nó cũng to hơn anh em nhé, tụ thì cũng dung lượng cao hơn anh em nhé, nói chung là nó cao hơn rất là nhiều. Đó, thì con này thì hiện tại đang giá vẫn giữ nguyên là 9 triệu 8 anh em nhé. Những cái con PL2.18 trước nó rất là dài thì anh em mua tủ ấy thì hầu như là toàn bị thừa ra thôi. Đấy, nhưng con này thì yên tâm, không bao giờ bị thừa ra nữa, vừa tủ luôn em nhé, đẹp luôn. Anh xúc thì bao phê anh em nhé, nếu xúc qua 125 thì quật chết luôn, gập quật chết thôi luôn anh em nhé, thoải mái luôn anh em nhé. Tất cả linh kiện của nó bên này em là bảo hành cho anh em là 12 tháng lỗi đổi mới trong 11 tháng đầu tiên. Và một cái tiếp theo đó là với cái con này ấy, thì nếu mà kể cả anh em hết bảo hành rồi đó, hết bảo hành, ví dụ như anh em mua được 1 năm hoặc 2 năm nếu mà nó xảy ra lỗi thì bên em sẽ hỗ trợ anh em sửa chữa, và phí sửa chữa rất là rẻ anh em nhé. Đó, tất cả dòng bên em thì hầu như như vậy hết, sửa chữa
không chết biến áp thì nó chỉ tầm loanh quanh 500-600 nghìn thôi em nhé, loanh quanh như vậy, 500-600 nghìn, bệnh gì cũng vậy nếu mà không chết biến áp đó. Đấy, anh em nhìn rất là đẹp, phẳng phiu đẹp đẽ, tụ dung lượng lớn nhá, cao to, linh kiện chất lượng anh em nhé. Đó, phét cũng phét to anh em nhé, phét to đắt tiền hơn và sò đều là Toshiba hết. Đó, mạch class H thì nó sẽ phải có bù áp anh em nhé, phần áp cao phần áp thấp, khi chúng ta sử dụng áp sử dụng cái công suất thấp thì sử dụng áp thấp, còn khi nào anh em sử dụng áp cao thì sẽ nó sẽ đẩy lên sử dụng công suất cao lớn thì nó sử dụng áp cao anh em nhé. Đấy, đấy là cái đặc điểm của class H là như vậy. Đó, nhìn class H này anh em nhìn đếm cho em tầm 5 giây nhé, 4 đến 5 giây đó, 4 đến 5 giây thì hai áp cao hai áp thấp mà, và một giây trung tính đó, thì anh em có thể tham khảo. Đấy, và giá thì là 9.8 triệu nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em. Con mạch này thì cực kỳ chất rồi. Đó, con này là sự thay đổi lớn của PL2.18 trước, và PL2.18 trước thì bên em bán rất là nhiều và rất nhiều anh em ưa chuộng. Đó, ok nhá. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nhá. Chào tất cả anh em ạ. Xin chào tất cả các bác nhá. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.